Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe một cuốn sách mang tên Khám phá hệ mặt trời. Tác giả Michel Franciscone, Simon Manelier. Mây dịch. Đêm đến, bầu trời có cuộc sống riêng với những ngôi sao và những hành tinh, các thiên hà và những vệ tinh, cả vũ trụ mà khi ngày ló dạng ta không còn nhìn thấy được. Ban ngày, các ngôi sao không hề biến mất đâu nhé. Chỉ đơn giản là do mặt trời phát ra thứ ánh sáng quá mạnh, lớn át mọi ánh sáng khác, tới nỗi ta chỉ còn nhìn thấy mỗi mặt trời giữa bầu trời. Đó chính là ngôi sao của chúng ta, một ngôi sao giữa hàng tỷ ngôi sao khác. Mặt trời là ngôi sao của chúng ta. Trái đất cùng 7 hành tinh khác đều quay quanh ngôi sao ấy. Sao lại gọi chúng là hành tinh nhỉ? Chính là bởi chúng quay quanh một ngôi sao, và hành tinh thì không phát ra ánh sáng được. Sao Thủy, sao Kim, trái đất và sao Hỏa có nhiều điểm chung. Điểm chung lớn nhất là chúng cùng có bề mặt rắn chắc, đá, kim loại. Ta gọi đây là các hành tinh đất. Ta có thể đặt chân lên đó như người trái đất đã từng đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969. Mặt trăng không phải hành tinh, mà nó là một vệ tinh tự nhiên của trái đất. Nó quay quanh trái đất như trái đất quay quanh mặt trăng. Tất cả hành tinh trong hệ mặt trời đều có một hoặc nhiều mặt trăng. Những mặt trăng này luôn nhỏ hơn hành tinh mà chúng quay quanh. Một ngôi sao, 8 hành tinh và 165 vệ tinh, đấy chính là hệ mặt trời. Có hàng tỷ hệ mặt trời trong thiên hà của chúng ta. Mà các bạn biết không, thiên hà của chúng ta cũng chỉ là một trong số hàng tỷ các thiên hà khác. Trong vũ trụ có rất nhiều ngôi sao cùng các hành tinh. Các ngôi sao không phải là vĩnh cửu. Rồi đến một ngày, chúng sẽ tắt đi và những ngôi sao khác lại xuất hiện, và những hành tinh mới cũng thành hình. Vũ trụ vận động như vậy đấy. Mặt trời của chúng ta thì còn tồn tại được 5 tỷ năm nữa. Sao Thủy là hành tinh gần mặt trời nhất. Bề mặt sao Thủy lỗ chỗ toàn miệng núi lửa, trông có như một thứ quả mà bị sấy khô quá khét. Để dạo chơi được trên bề mặt sao Thủy, hẳn là phải mình đồng da sắt. Bởi đây chính là hành tinh, là nơi cái nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch nhất hệ mặt trời. 500 độ vào ban ngày và âm 170 độ vào ban đêm. Sao mà sống nổi? Nhưng không sao, các thiết bị trong không gian vẫn đang quan sát và nghiên cứu sao Thủy mà chẳng hề hứng gì. Tiếp đến là sao Kim, vật thể sáng nhất bầu trời, chỉ sau mặt trăng và mặt trời. Ta vẫn cứ tưởng đó là một ngôi sao, nên nó còn được gọi là sao Hôm hoặc sao Mai. Nhưng cũng như các hành tinh khác, sao Kim chỉ phản chiếu các tia sáng của mặt trời. Sao Kim có kích cỡ gần mặt trái đất. Người ta cho rằng khắp bề mặt sao Kim từng được phủ bởi các đại dương. Nhưng vì quá gần mặt trời nên nước đã bốc hơi hết, để lại quang cảnh hoang vu, có nhiệt độ là âm 460 độ C. Sao trái đất chính là sao Hỏa, hay còn được gọi là hành tinh đỏ. Sở dĩ nó có màu đỏ là do lượng sắt có ở bề mặt sao Hỏa. Đây chính là hành tinh gần trái đất. Con người từng nghĩ trên đó có người sinh sống. Năm 1976, người trái đất đã đặt thành công một thiết bị lên sao Hỏa. Kể từ đó, các người máy tự động vẫn cần mẫn khám phá hành tinh này. Chúng đã tìm thấy nước đóng băng, nhưng chẳng thấy một người sao Hỏa nào cả. Sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương lại là những hành tinh rất khác, bởi chúng là những quả cầu khí có kích thước lớn hơn các hành tinh đất hàng chục lần. Muốn đặt chân lên các hành tinh này thì chẳng thể được đâu. Nhưng vì chúng đều có vệ tinh riêng, nên ta đã phóng lên các vệ tinh đó các máy móc để quan sát và nghiên cứu chúng. Trong hệ mặt trời, tình trạng của mỗi hành tinh đều phụ thuộc vào khoảng cách từ hành tinh đó tới mặt trời. Trái đất là hành tinh duy nhất có khoảng cách lý tưởng để sự sống nảy sinh được. Người trái đất đã đặt kính viễn vọng trên các trạm không gian,
các vệ tinh nhân tạo và các trạm quỹ đạo vũ trụ. Để thăm dò vũ trụ, con người cần quan sát những hành tinh ở xa hơn. Với các tên lửa hiện đại ngày nay, chỉ cần khoảng hơn 200 năm là đã có thể tiếp cận được các hành tinh ấy. Nhưng ta phải khám phá vũ trụ để làm gì? Ấy là để hiểu vũ trụ từ đâu đến và rồi sẽ đi đến đâu. Trên các trạm vũ trụ, ta có tàu thăm dò Venus Express, tàu thăm dò Messenger, kính viễn vọng không gian Hubble, tàu thăm dò Voyager 2 và trạm vũ trụ Hòa Bình, và cùng với tàu thăm dò Magellan. Dĩ nhiên, trước cõi mênh mông ấy, nào ai biết có hay không một hành tinh cũng nằm cách ngôi sao nó một khoảng lý tưởng. Nào ai biết đâu đó có từng phát triển một dạng sự sống như ở trái đất. Và nào ai biết liệu một ngày nào đó chúng ta có thể lên đó định cư. Nhưng thôi, đó lại là một câu chuyện khác. Đây là một số thông tin thêm cho các bạn. Thiên văn học chắc chắn đáng được coi là một môn khoa học cổ xưa nhất. Con người từ thời rất xa xưa đã nhận ra sự chuyển động của các thiên thể. Có thể lấy việc cố ý xếp các khối đá lớn ở Stonehenge, Anh Quốc là ví dụ cho điều đó. Nhưng phải mất hàng thế kỷ quan sát nghiên cứu, con người mới hiểu rằng chính trái đất cũng bị kéo vào chuyển động này. Ở trong vũ trụ, tất cả đều không ngừng chuyển động. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và tạm biệt các bạn.